Cập nhật tình hình COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, tính đến sáng 20 tháng 8 năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 166.272 trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, 407 trường hợp nhập cảnh. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị 33.646 bệnh nhân, trong đó có 1.964 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.323 bệnh nhân nặng đang thở máy và 18 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 19 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 2.600 bệnh nhân xuất viện. Tổng số xuất viện cộng dồn từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến nay là 83.041 bệnh nhân. Về số ca COVID-19 tử vong, thành phố ghi nhận thêm 307 trường hợp tử vong trong ngày. Về điều tra truy vết khoanh vùng, HCDC cho biết đã 6 ngày, thành phố Hồ Chí Minh không phát sinh ổ dịch mới cần theo dõi. Hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh còn 17 ổ dịch đang diễn tiến. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 19 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh đã lấy 1.298.392 mẫu. Trong đó có 794.529 mẫu đơn, 503.863 mẫu gộp với 4.647.311 người được lấy mẫu. Tổng số mẫu chưa có kết quả là 6.809 mẫu. Trong đó có 5.096 mẫu đơn và 1.713 mẫu gộp. Về tình hình tiêm chủng tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng 20 tháng 8, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày 19 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được hơn 116.523 liều vaccine COVID-19, nâng tổng số liều vaccine được tiêm trong đợt 5 đến nay là hơn 4,17 triệu liều. Như vậy, qua 5 đợt tiêm vaccine COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm tổng cộng gần 5,2 triệu liều, trong đó hơn 100.000 người đã được tiêm mũi 2. Tại thành phố Hồ Chí Minh đến nay cũng đã có 612.325 người tiêm vaccine COVID-19 Verocell của Sinopharm. Về tình hình cách ly kiểm dịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, HCDC cho biết số trường hợp F0 đang cách ly theo dõi điều trị tại nhà là 40.451 người. Trong đó có 19.243 trường hợp F0 cách ly tại nhà ngay từ đầu và 21.208 trường hợp F0 sau xuất viện về tiếp tục cách ly theo dõi tại nhà. Số trường hợp F0 đang cách ly theo dõi điều trị tại các cơ sở cách ly tập trung quận huyện là 14.015 người. Số trường hợp F1 đang cách ly tập trung là 3.064 trường hợp. Số trường hợp F1 đang được cách ly tại nhà là 16.162 người. Như báo Thanh Niên đã đưa tin, từ ngày 23 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường thực hiện 5 nhóm giải pháp để phòng chống dịch COVID-19 gồm: thứ nhất là người dân thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo thực hiện quy định về giãn cách xã hội, ai ở đâu ở yên đó, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố cách ly khu phố, phường xã cách ly với phường xã. Thứ hai là tập trung chăm lo cho bệnh nhân COVID-19, điều trị người có triệu chứng chuyển nặng để hạn chế tỷ lệ tử vong. Thứ ba là tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm ở những khu vực vùng đỏ trên bản đồ COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh. Thứ tư là tăng cường đẩy mạnh tiêm vaccine cho người dân. Thứ năm là thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, tiếp tục chăm lo đầy đủ, hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời đến người dân khó khăn, yếu thế trên địa bàn thành phố. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.